trong niềm tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Kính chào quý ông bà, anh chị em, kính thưa quý vị. Theo thông tin báo điện tử Giáo phận Thái Bình thông báo chương trình lễ tang cha Marco Phạm Văn Quang. Cha Marco sinh ngày 25 tháng 10 năm 1986 tại giáo họ Phương Trạch, giáo xứ Đền Thánh Bác Trạch, giáo phận Thái Bình, thôn Phương Trạch, xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về lúc 6 giờ 2 phút thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm Nhâm Dần, tại Bệnh viện Thánh Mẫu Seoul, Hàn Quốc, hưởng dương 37 tuổi. Nghi thức tẩm liệm và nhập quan được cử hành vào hồi 8 giờ Chúa Nhật ngày 7 tháng 8 năm 2022. Linh cứu cha Marco được quản tại nhà thờ giáo họ Phương Trạch, giáo xứ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch, giáo phận Thái Bình. Lễ viếng và thánh lễ cầu nguyện Chúa Nhật ngày 7 tháng 8 năm 2022, 9 giờ thánh lễ cầu nguyện gia đình Linh Tông, cha cố Agustino Nguyễn Quang Huy, 15 giờ thánh lễ cầu nguyện giáo xứ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch, 19 giờ thánh lễ cầu nguyện giáo họ Phương Trạch. Thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022, 9 giờ thánh lễ cầu nguyện các cha đồng môn. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022 tại nhà thờ giáo họ Phương Trạch. Sau thánh lễ, linh cữu cha Marco sẽ được đưa về an nghỉ tại vườn thánh Mỹ Đức. Kính xin quý đức cha, quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ chủng sinh và cộng đồng dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho cha Marco. Thay mặt ban tang lễ, linh mục Francisco Assi Nguyễn Tiến Tám, tổng đại diện, xin kính chào quý ông bà, anh chị em.